mới về thôi chứ đâu ép mới được. Quen rồi anh ơi. Dạ. Người ta đã không nghĩ mình là mình cũng không nghĩ gì tới người ta đâu. Chứ là cũng 3 năm nay rồi. Ủa anh muốn khóc hả? Dạ. Trời ơi nhìn thấy bên kia kìa. Thì dăng những cái miếng ngủ à, con dạ. Ngủ đâu? Dạ ngủ bên đây. Con ngủ đó. Có mưa có tạt không? Dạ có. Dột cho nó rồi nọ với ngủ ở kia chở nọ. Dột trên này đó hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã An Phong, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và theo được một số người dân giới thiệu thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi nhà như thế này đây. Để tìm về hoàn cảnh của anh Giang, người mà phải nuôi ba đứa con và người mẹ với lại người ngoại của mình bị lẫn ở trong một cái căn nhà cô bác quý anh chị. Thấy cũng khá là cũ kỹ rồi. Cũng có một số... người dân cũng có chụp hình cho Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ tìm hiểu thực hư như thế nào nha cô bác quý anh chị. Dạ, chào bác. Ồ, qua đây luôn đi anh Giang. Qua đây đi con, mấy con qua đây đi. Ồ, có cái ghế không ta? Xem cái ghế. Anh lấy cái ghế đi con. Ồ. Qua nói con ngồi đây chỗ cái thân anh Giang cho anh. Năm Giang năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 29. 29 tuổi. Dạ. Ồ anh là có ba người con hả? Dạ. Đứa lớn nhất là nhiêu tuổi ta? Thôi 12 là 11 vậy. Con nhiêu? Con lớp 5. Con lớp 5. Dạ. Bao nhiêu tuổi? 11 rồi. Tuổi dần. Tuổi dần 11 tuổi. Ô giỏi ta. Năm nay lên lớp 6 hả gì? Dạ, năm nay lên lớp 6. Ủa sao nhỏ tiếu tiêu à? Con không biết nè. Con đứng lên đây. À, rồi, rồi con là thứ 2 đúng không? Dạ. Rồi thứ 3 đâu? Đây, thứ 3 đây. Nhiêu tuổi, con nhiêu tuổi? Con 9 tuổi. Con 9 tuổi. Con tên gì? Tên gì? Con tên Quang. Quang, 9 tuổi, học lớp mấy? Lớp 3. Con học lớp 3. Anh là hai tên gì quên rồi? Tên Trọng. Trọng, Quang, còn con? Nghi. Hả? Nghi. Dạ Nghi. Nghi hay Nhi? Dạ, anh? Nghi anh. Nghi. Phương Nghi. Phương Nghi là mấy tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi, học lớp mấy anh? Anh nó Giang. Con giáo chuẩn bị lên lớp 1. Chuẩn bị lên lớp 1 á anh. Chuẩn bị lên lớp 1 ha. Dạ. Các bé nó học giỏi hết không? Dạ. Anh năm nay là 29 tuổi. Dạ. Anh lập gia đình được bao nhiêu năm rồi? Em lập gia đình lúc 17 tuổi. Ồ 17 tuổi lập gia đình rồi. Dạ. Lúc đó vợ bao nhiêu tuổi? Lúc vợ em nó lớn em lúc đó nó 19 tuổi. 19 tuổi. Dạ. Vợ anh lớn hơn anh 2 tuổi. Dạ. Em nghe biết được cái hoàn cảnh của mình là vợ mình đã bỏ đi. Dạ. Đúng không? Bỏ đi lâu chưa anh? Cũng mấy năm mà. 3 năm hả ba? Dạ. Sao vợ mình bỏ đi ta? Thì ở đây nó thấy cực khổ rồi, nó ở không được thì nó đi làm, em cũng cho đi làm xong đi luôn. Làm ở đâu? Đi làm Bình Dương anh. Ờ à, làm Bình Dương rồi có gửi tiền về không? Dạ lúc trước có gửi về mà giờ, mấy năm nay, 2-3 năm nay không thấy gửi. Rồi có liên lạc không? Dạ cũng ít lắm anh. Mà dạ, bây giờ hiện giờ còn liên lạc với mấy bé không? Dạ có, lâu lâu nó điện về cho con hỏi mấy đứa nhỏ, hỏi thăm mấy đứa nhỏ. Ừ. Có chồng luôn hả mà? Ồ. Ủa sao tự nhiên anh cho đi làm mình nên? Thì nói đi làm mà em cho đi làm. Xong mà em cũng không biết đi làm đó đâu, ra ngoài có chồng mới luôn. Đi làm công nhân hả? Dạ. Ôi ơi. Phụ nữ mà cho đi làm mình nên, có chồng bỏ lại ba đứa con. Lâu lâu điện về hả? Dạ. Điện về bằng Trọng nghe hay là Quang nghe? Dạ Út nghe hả? Nghi nghe. Bỏ anh đi 3 năm luôn hay anh ha? Dạ. Không quay trở lại luôn. Dạ. Chứ lúc trước nó dễ vậy bỏ con ra được. Tại vì lúc trước nó thương mấy đứa nhỏ lắm mà em không biết anh sao mà đi không quay về nữa. Lúc trước thương mấy đứa bé luôn hả? Dạ. Rồi anh có điện chị để kêu chị quay về không? Đâu điện đâu anh ơi. Nhiều khi nó điện về cho mấy đứa nhỏ nghe không à, nó không điện cho em. Rồi mấy đứa bé có điện thoại hả gì? Không, điện về cho nội. Điện về cho nội ha. Dạ. Chứ không điện cho anh. Dạ.
Là có chồng luôn hả bác? Bác nắm được thông tin là có chồng rồi. Rồi có chồng có con chưa bác? Nó có chồng ở nước ngoài hả bác? Ồ. Rồi rồi anh hiện nay thì anh làm cái công việc gì anh? Em bây giờ em là thợ sắt mà bây giờ ai mướn gì thì em làm đó. Em thì làm chủ yếu là làm tiền mỗi ngày để lo cho mấy đứa nhỏ. Một ngày anh làm được bao nhiêu tiền? Dạ có khi làm ngày 100 mấy, 200 mà làm nhiều hết nhiều. Anh là thợ hay là phụ? Dạ, em thợ. 200? Dạ. Làm ngày nhiều hết nhiều? Dạ. Vì cái chi phí đi học của các bé như thế này sao? Thì ngày em cấp cho, tại vì nó ăn uống này kia, ngày em cho có khi đứa 20, 30. Tính ra tiền làm không đủ để nuôi cho mấy đứa nhỏ. Con đi học ngày như tiền trọng? Dạ là 10.000. 10.000. Con nhiêu tiền? 10. Quang 10.000, Quang 10.000 luôn ha. Đứa nào cũng 10.000. Là ba anh em là hết 30.000 rồi. Dạ. Kỳ rồi con học có được lãnh thưởng không? Dạ hình như là bị yếu bị khống hai môn kia bị trung bình. Nên con chưa được lãnh thưởng ha. Dạ. Rồi Quang có lãnh thưởng không? Dạ không. Dạ không ha. Ôi ơi con nhớ mẹ nhiều không trọng? Nói cho chú nghe đi. Nói được không? Dạ cũng không nhiều lắm. Tại sao vậy? Nói đi coi sao con cứ nói vậy. Tại đi làm cưới chồng khác bỏ ba đứa. Tại đi làm cưới chồng khác bỏ ba đứa con không nhớ luôn. Dạ. Bây giờ con thương hay là con ghét mẹ con? Dạ là cũng không thương không ghét lắm. Không thương không ghét. Muốn mẹ quay về không? Nếu muốn quay về thôi chứ đâu ép mới được. Con nói gì? Nếu muốn quay về thì quay về chứ không ép được hả? Dạ. Nhưng mà mẹ quay về con mừng không? Dạ cũng được chứ không mừng quá. Cũng được chứ không có mừng lắm ha. Dạ. Sao không mừng lắm? Nói con hỏi lên đi. Là tại vì bà lâu lâu mới điện về. Bà cũng ít khi điện, ít khi gửi tiền gì đó. Con muốn mẹ mình quay về không? Nói lẹ. Nó khờ. Khờ lắm hả? Dạ. Hằng ngày thì cái việc mà ăn uống thì như thế nào ta? Thì cá mắm này kia thì em đi làm, nếu khi bữa nay em đi làm thì em mua, còn không ở không thì em đi chài đi xiệt. Bữa nào ấy đi chài đi xiệt luôn. Dạ. Kiếm cá dưới sông được luôn. Dạ. Ngôi nhà của mình em thấy ngoài kia có ngôi sao nhóc trên kia. Thì chấp giá đỡ đó anh ơi. Khổ đâu có mua được. Là anh hiện nay là nuôi ba bé với lại dạ. Mẹ của mình hả? Dạ với ngoại. Với ngoại. Bác là bị sao hay bác ha? Bị gan. Bác bị gan hả? Dạ. Bác năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi? 63. 63 dạ. Tuổi. Dạ. Rồi bác trai còn đúng không dạ. Bác? Chết lâu rồi. Mất lâu rồi, hả? Dạ. Bác bị gan bao nhiêu năm rồi? Mới bị đây là 5-6 tháng rồi. Bác chỉ nằm tại chỗ thôi hay sao? Dạ. Bác sĩ nói bác bị gì? Nó gan. Mà gan mà mỗi 1 tháng là cả triệu bạc, mình đâu có khả năng lo. Dạ. Ôi ơi, với lại bà ngoại thì nằm ở trong kia. Dạ, ngoại lẳng. Ngoại thì năm nay 90 mấy tuổi hả? Dạ. Ôi ơi, rồi mỗi ngày như thế là anh có làm đủ không? Thì ngày nào thì quạt bát hết ngày nấy đó, anh làm không có dư đâu. Lại lúc nào em lo gia đình, lúc nào em lo cho mấy đứa nhỏ. Lúc trước thì vợ anh ở nhà, vợ anh làm cái công việc gì để phụ giúp? Đi hái ớt anh. Hái ớt hả? Dạ. Hái ớt ngày nhiêu hay anh? Có khi ngày 100, 100 mấy. Còn em đi có đi làm á thì em đi làm, còn không thì em ở nhà em hái ớt tiếp. Ồ, anh hái ớt luôn. Dạ. Từ ngày vợ đi giờ buồn dữ không anh? Cũng quen rồi anh ơi. Dạ. Người ta đã không nghĩ mình là mình cũng không nghĩ gì tới người ta đâu. Chứ là cũng 3 năm nay rồi. Ồ, anh muốn khóc hả? Dạ. Còn bây giờ anh hiện nay thì anh có muốn đi thêm bước nữa không? Chắc chưa thôi anh ạ. À,
anh khóc vì một cái gánh nặng đối với mình nhiều quá, hay là anh khóc vì tuổi thân khi vợ mình bỏ đi anh Giang? Giờ em không biết nói sao, tại vì bây giờ người ta nghĩ đi bỏ đi bỏ mình vậy thì mình phải lo, mình phải cỡ nào gì phải lo cho con của mình chứ mình không bỏ con mình được. Ôi, lần đầu tiên gặp anh lại đẹp trai là trẻ như thế này mà lại vợ lại bỏ đi đành đoạn bỏ đi uổng nữa nè. Thì nhà mình đây thì không có mưa thì đỡ, có mưa thì cũng như ở ngoài đấy, nó dột hết. Ô vậy hả? Dạ. Nhà này là em thấy ở dưới này là được lót gạch là cất là như thế nào ạ? Dạ, cái này cũng người ta cho thôi anh. Cũng. Cho là sao anh có thể kể lại, anh hoặc là bác có thể kể lại cho con nghe. Ông anh cho là năm 2000. Anh là cậu hả? Cậu dạ, của... dạ cậu nó mà chết rồi cậu. Anh mới chết đây. Dạ. Dạ. Là... để lên anh cắt đập nhà này anh cắt lợi. Cái sao lợi cái sao anh đau anh chết rồi. Cho nên là không có cắt nổi. Ờ nhà này là giống như là nhà tổ ha. Dạ. Giống như là nhà tổ của cô mình. Trời ơi, nhìn thấy bên kia kìa. Thì dân những cái miếng ngủ à, con ngủ đâu? Dạ ngủ bên đây. Con ngủ đó. Có mưa có tạt không? Dạ có. Dột cái nó rồi ngủ chị chả nè. Dột trên này đó hả? Dạ. Ừ, che trên này rồi che trên này. À, mấy cô đây là lại là sao? Là gì em có mẹ với là bà chị thứ ba. À, dì ruột ha. Dạ. Ờ. Mẹ không. À. Ôi ơi, điện đài kìa. Coi cô bác kính chị thấy nè. Điện đài bên đó kìa. Ở đây thì được dăng bởi những cái tấm mũ này nè. Những cái phần trước này là che tạm bờ ha. Mưa dột dữ không anh? Mưa dột anh, em lấy đồ em hứng. Lấy đồ hứng hả? Mưa em lấy mấy nồi em hứng. Ừ. Bên đó luôn kìa. Mỗi ngày nè anh cứ đi làm ngày nào là hết tiền ngày đó hả? Dạ. Thì nó mà đâu có tiền, nó đau, tôi đau nó mới dài được 40 triệu. Mấy tháng nay rồi giờ đau đâu có tiền đâu, nó lo thuốc cho tôi mỗi một tháng là 1 triệu bạc. À. Dạ. Là ngày nào anh không đi làm thì tiền đâu xài anh nha. Yeah. Em cũng phải quạt bát, em phải kiếm việc em làm chứ em không có không được. Có nghĩa là không có tiền thì anh phải kiếm đường nào. Dạ. Cũng phải có mới được ha. Dạ. Ồ, anh có thể hướng dẫn em đi vô trong được. Đi anh. À, các con ở đây đi ha. Ở đây thì cô bác của anh chị thấy cái phần mà dắt ở bên đó kìa, một nát trên nè. Ở đây có thờ tượng mẹ Quan Âm. Nhà này là nhà giống như là nhà tổ, nhà của cất cho anh là Út hay gì anh Giang? Dạ. Ở tường này cô bác của anh chị. Ồ, ở đây thờ nhiều tượng Phật quá ha. Ồ, ở đây là cắt lâu chưa anh? Dạ lâu rồi anh. Ừ. Đây cậu ba cắt lúc năm 2000 tới giờ. Là cắt cho ngoại dạ, mình ở cắt, đó hả? Cắt cho ngoại. Ờ. Nhiều khi lúc đó thì cắt cũng nhiều tiền ha, chắc cũng dạ. Rồi ở đây là ai ở anh? Em dừng lại ở. Chỗ này là màn này là dừng lại là gia đình mình ở đó ha. Lúc trước là hai vợ chồng anh ở ha. Dạ. Không có phòng luôn hả? Không anh. Ôi ôi, trên này là dột dữ không anh? Dột anh, em lấy ba cái đồi em nhét lại, em ém ba cái lỗ lủng lại. Rồi sao leo lên được? Em bắt thang lên. Ôi sao điện nhìn thấy ghê vậy anh qua. Nè, nhìn điện nè cô bác của anh chị. Anh Giang chứ kêu Hoàng là con. Ây, ra sao này. Đồ đây. Của mấy đứa để gì nữa hả? Dạ. Đây nhà vệ sinh đâu? Đây anh. Nhà vệ sinh đây hả? Dạ. Ồ. Mưa đợt giông vừa qua nó bị sụp cái này, em sửa lại đỡ. Sụp cái trên này đó hả? Dạ. Ôi ôi. Cây nó bị mục hết. Tượng bên này nứt luôn hay vậy? Nứt luôn anh. Mưa sợ không anh Giang? Mưa sợ em sợ nó sụp xuống. Ồ. Em lấy xi măng em chám đỡ nó cũng bị nứt. Đi đường bên đây luôn, qua anh đây luôn được không anh? Dạ được anh.
Tới đó là đất của anh ta. Mình đi vô đường này luôn cũng được. Dạ anh đi trước đi, em đi sau. Nhà vệ sinh mình ở bên đây nè hả? Dạ. Ồ nhà vệ sinh bên đây nè cô bác của anh chị. Là cái chỗ này là chỗ mình nấu ăn đây hả? Dạ chỗ nấu ăn đó anh. Dạ. Che bởi mấy tấm tôn này đây hả? Dạ. Cũng tôn cũng ta cho ra đỡ không dừng lại để mưa, em sợ mưa tạt. Ừ, đây là mâm sống chén của mình đâu ha. Dạ. Ở đây thì được che tạm bờ bởi những cái tấm thiết như thế này ha. Dạ. Bà đó hả? Dạ ngoại. Ngoại nói được không anh? Dạ được mà bà lẳng. Có la không? Bà không có la, bà sợ. Sợ hả? Dạ. Anh kêu được không? Ngoại. Ngoại. Gặp công an, gặp tướng công an. Dạ. Ngoại. Chào bà. Năm nay nhiêu anh vậy? 94 anh. Ngày nào bà cũng la đó nè. Dạ. Sáng đêm không ăn đâu được. Ồ, anh ngồi kế bà, anh hỏi bà đó coi. Hằng ngày bà có bệnh hoạn gì không anh? Có. Ông anh ổng quay. Ông quay ổng cho nhà. Đâu có, quay đang thăm bà thôi. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Bà 94 tuổi rồi. Ông ở đó lâu rồi. Bao lâu rồi bà? Ông mất bao lâu rồi? Mất lâu rồi đó mà. Sáng bà ăn gì chưa? Dạ. Sáng bà ăn gì chưa? Không đói. Không đói hả? Ồ bà kiểu ngon ngấy mà. Sao con vô cái bà đi vô đây bà nằm? Dạ. Nhất cái giò quá à. Giò nhất. Giò nhất chỗ nào? Đây đâu có. Nhất chỗ đó đó hả? Dạ. Sao nghe anh Giang nói bà sợ con? Có sợ con không? Bà sợ hả? Sao sợ bà? Dạ? Sao sợ? Sợ công an hả? Sợ công an anh. Con đâu phải công an đâu, con đến đây thăm bà mà. Bà đừng có la nữa nha. Tối cho mấy cháu ngủ, bà ngủ luôn. Bà biết đây là cái gì không? Dạ, không biết. À. Biết gì không bà? Bà biết này gì không? Bà coi cái này gì vậy? Đâu phải ma túy đâu. Ồ, bà sợ ma túy. Sợ ma túy anh. Bà biết cái gì không? Nè con tặng. Dạ? Dạ. Chai dầu. Dạ. Nè con tặng cho bà chai dầu nè. Dạ. Bà cầm bà sức vô nha. Dạ. Chỗ nào nhất thì bà sức vô. À đúng rồi, đau khớp thì bà sức vô nha. Bà đừng có la nữa nha. Bà la là con giận mà con nói công an bắt luôn á. Nghe, bà nghỉ ngơi thôi, chút xíu ăn cơm. Hả? Ừ. Bà nằm nghỉ nha. Thôi đi ra trước anh. Dạ. Con chào bà. Bà năm nay 94 tuổi mà bà cũng còn khỏe ha? Khỏe, bà bị mấy năm nay thấy bà không ăn uống gì hết nè. Là mình thờ tượng Quan Âm. Quan Âm này là ở đây là hoặc Quan Âm này thỉnh lâu trên? Lâu anh. Hồi đó giờ luôn hay dạ. Sao? Ở trong nhà mình đó giờ luôn hay là sau này? Sau này mình mới thỉnh. Mình mới thỉnh? Đâu 2 năm á. À 2-3 năm rồi đó. Là thầy kêu thỉnh hay sao? Dạ. Hả? Ừ? Nói gì chợ? Nói gì con? Anh ăn gì đậu? Rồi con ngủ ở đâu? Ngủ ở đây hả Trọng? Dạ. Rồi ba anh em ngủ với bà nội hay sao? Có ba này ngủ với bà cô. Bà cô, bà cô là bà nội hả? Dạ bà cô là bà ngoại. Rồi dạ. Con ngủ ở đâu? Hai. Con ngủ với lại bà nội luôn. Tụi con cũng ham học lắm. Nhưng mà tại vì hết trong nay đâu có tiền đâu, định nghỉ học hết luôn rồi. Thiệt không? Nói dốc hay là nói thiệt? Con nói thiệt. Sao ạ? Hả? Nó mấy năm trước nó học giỏi lắm anh. Ừ. Sao hè này có làm gì phụ ba không? Dạ. Con đâu thấy việc gì đâu. Có đi hái ớt gì phụ ba không? Như là hết bữa là con ở nhà thì con làm việc nhà thôi. Con làm được công việc vì phụ ba nói cho chú nghe. Rồi con đi xẹt rồi đi chài chung với ông ba.
Đi chài chung với cha luôn hả? Con biết chài không? Thì con theo con lấy đồ, con đem theo đồ đứng cá, ba chài con lấy cá bỏ vô. Ồ, giỏi ha. Có đi bán cá giúp ba không? Dạ có. Con có ước muốn gì không? Ước là có tiền đi học. Có tiền đi học? Dạ. Ừ. Nhiều tiền đi học thì được. Con nhớ gõ nè hả? Sao không nhớ? Nếu như mà ước muốn thì anh sẽ ước muốn gì anh Giang? Tiền em sửa lại nhà với anh cho mấy đứa nhỏ học. Tại cảnh của em cũng khổ. Nhà không cho con khổ nữa. Sửa lại nhà cho mấy lại cho mấy đứa nhỏ đi học là được hả? Dạ. Từ từ cố gắng vươn lên. Sau này mấy bé lớn lên thì anh đỡ hơn tí xíu rồi. Ôi ôi, thấy một mình một mà anh nuôi năm miệng, năm người ăn. Là ba đứa bé với lại một người mẹ với là một người ngoại. Thấy anh bùi ngùi xót xa ghê luôn á. Thì mẹ bệnh đó em hoàn hoặc. Mẹ bệnh nữa. Dạ. Rồi thêm bà ngoại nữa, tối ngoại la ngủ không được nữa. Ngoại sáng đêm luôn anh ơi. Sáng đêm luôn hả bà? Dạ. Trời ơi, là mình anh lo hả? Dạ. Rồi mấy dì mấy chú rồi có phụ không? Có gia đình hết trơn rồi mà anh này mới lo chứ anh này, không ai lo cha. Dạ. Yeah. Là bà có mấy người gì, mấy anh có mấy người gì, mấy người chồng? Có. Dạ. Nói chung không biết đến đây như thế nào thì quay lên thì mong thì cô bác quý anh chị cùng chung tay hỗ trợ với lại anh Giang cho các bé nó đi học. Thôi hôm nay thì đến đây cũng được giới thiệu thì em đến đây em gửi cho gia đình mình 500 nghìn. Trước mắt là gửi cho gia đình mình 500 nghìn này là của một chị giấu tên ở Canada. Ha, thay mặt của chị gửi cho gia đình mình hôm nay thì cũng gặp xúc động quá ha. Dạ. Thì chị Canada gửi cho mình 500 nghìn trước đi ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi con có nói lời nào với chú không? Nói gì với chú nữa không? Dạ, con cảm ơn chú vì đã gửi tiền rồi từng ai gửi tiền rồi cho con sửa nhà rồi. Chưa sửa mà. Mong là chú gửi tiền rồi cho con sửa ngôi nhà lại để mua dầu. Con mong cái gì? Con mong là có tiền là sửa lại ngôi nhà với tiền đi học. À, để mưa dột hả? Dạ. Dột nhiều con ngủ được không? Dạ, con ngủ rất là mưa dột là tối ngủ rồi đi thay đồ rồi. Đi thay đồ luôn? Dạ, mưa dột ướt. Thiệt không? Dạ thiệt. Ừ. Rồi, chú chào con nha, con chào đi, chào chú. Chào chú. Chào anh Giang, em về dạ, nha. Thôi, chào về nha. Chào bác, em về nha. Dạ. Rồi em về nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều.